Kính thưa quý vị, sự phục hồi kinh tế của Hoa Kỳ là con dao hai lưỡi cho các nền kinh tế mới nổi ở châu Á. Ngân hàng OCBC, một trong những tập đoàn lớn nhất của Singapore, gần đây đã gây ngạc nhiên cho các nhà đầu tư với một sự gia tăng mạnh trong lợi nhuận. Nhưng với nền kinh tế của Trung Quốc đang chậm lại, các thị trường mới nổi còn mong manh và Hoa Kỳ cắt giảm dần chính sách kích thích kinh tế, OCBC có thể duy trì tăng trưởng tích cực trong năm 2014 hay không? Giám đốc điều hành ông Samuel Sen cho rằng việc lãi suất gia tăng cao ở Tây Phương đồng nghĩa với một sự phục hồi và đó là khía cạnh tích cực sẽ mang lại lợi ích cho các nền kinh tế châu Á. Nhưng bên cạnh đó, châu Á cũng cần phải lo lắng, đó là luồng vốn có thể di chuyển ra khỏi châu Á, trở về lại Hoa Kỳ rất nhanh và lỗ hổng tạo ra không thể được bù đắp kịp bởi sự giàu có được tạo ra ở châu Á. Về sự chậm lại của Trung Quốc, ông Sen cho rằng với mức tăng trưởng kinh tế được dự kiến 7.5%, Trung Quốc sẽ tiếp tục là một động cơ của hoạt động kinh tế ở châu Á. Khi được hỏi về tác động của sự suy giảm trong thị trường bất động sản Singapore đối với tập đoàn ngân hàng OCBC, vị giám đốc điều hành nói rằng hiện nay thị trường thế chấp Singapore đã bị chậm lại từ 30 đến 40% so với khối lượng một năm trước đây. Nhưng trong khi đó, có những nhu cầu thị trường khác có thể lấp đầy khoảng trống này, đặc biệt là ở phía bên giao dịch thương mại. Nhu cầu giao dịch thương mại đã phát triển một cách đáng kể, một phần bởi vì chính phủ Singapore đã có chương trình Traders toàn cầu, đã thu hút khá nhiều các Traders ở nước ngoài để đi đến nước này và giúp tạo thêm nhu cầu cho các ngân hàng có trụ sở tại Singapore. Ông Sen cũng cho biết OCBC đang đầu tư vào ngân hàng Ningbo của Trung Quốc và OCBC sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội phát triển đầu tư này và tạo thêm cơ hội bên ngoài Trung Quốc cho các khách hàng của ngân hàng Ningbo. Còn về triển vọng kinh doanh ở Nam Dương, ông Sen nói OCBC vẫn đang rất tích cực trên thị trường này, mặc dù có một cuộc bầu cử tổng thống sắp xảy ra. Ông cho rằng sự trưởng thành chính trị của đất nước này khá mạnh mẽ, vì vậy bất cứ ai được bầu làm tổng thống cũng sẽ tiếp tục sự phát triển kinh tế đã nhìn thấy trong 10 năm qua.